Cái đó cha mới trồng sao đó hả ta? Mới trồng. Dạ. Thôi nha. Anh xin chào cô chú anh chị các bạn xem kênh Cừu Lao Nhãn nha. Cái dừa đó của cậu Bảy mới cho hả ta? Bảy cho. Cái đó dừa đó giống dừa gì cha? Dừa sim trong nhà dạ. Núi. Dừa sim cô chú anh chị. Có dừa sim mà sao con thấy nó màu đỏ ta? Bảy là trái dữ lắm. Ở phía bên này thì gia đình cũng đang chuẩn bị bữa cơm của chú anh chị. Bữa cơm bữa nay thì có phần hơi là đặc biệt hơn. Gia đình mình hôm nay có khách của chú anh chị. Đặc biệt hơn mọi ngày. Không phải đặc biệt. Dạ cho xin chào cô chú anh chị luôn nha. Con chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhưng mà cô chú, cái điều đặc biệt ở đây không phải là ở chỗ đồ ăn của chú anh chị, nhưng mà điều đặc biệt là nằm ở chỗ hôm nay gia đình mình có khách tới thăm. Thì phần khách chắc là để chỗ thầm bật mí quá. Chào đón gia đình của một người anh, thì anh cũng xem kênh lâu của chú anh chị. Bữa cơm hôm nay thì gia đình mình cũng có chuẩn bị. Ở đây là cá. Cá này là cá cha bần hả chứ? Cá bần sáng này mình đi sớm mình mua được đi cá. Sớm thì mới có cơ chứ dạ. Cá này cá sông rất là ngon. Sáng này thì Út Thành nó cũng đi cố tình đi bẻ bần cả nhà để dạ. Ăn mà nó nấu nó đãi anh cá cha bần cho hơi lạ lạ ăn tí, nhưng mà bần nó làm như nó qua đợt nó bị trái nó non nấu mất dạ. Ngon thành bần nó chắc cả 10 bữa nữa thế mình thay con. Đổi lại là mình nấu canh chua thường dạ. Ở đây ăn gì mà vui vậy? Hôm qua thì mình cũng có đổ lú rồi mình nấu được hai con cua, mình nấu súp cua cô chú anh chị. Rồi mà cái nồi súp cua hôm qua nhiều quá nên là mình ăn không hết, thì mình cũng có để tủ lạnh, thì sáng nay mình hâm lại mình ăn sáng. Có vào tay là ăn sao à, ngủ trưa rồi thức dậy trễ bây giờ ăn sao? Chưa có chưa. Chưa có chưa. Ngủ tới 7 giờ à. Chứ không có chưa phải không? 7 giờ mười mấy. Đây đó 7 giờ là còn sớm ha. Qua 7 giờ mới tính trưa. Thì 7 giờ mười mấy rồi đó. 8 giờ mới trưa. Cái con cá cha bằng này mình nhìn xương qua coi chú anh chị, thì mình nhìn nó tựa như cái con cá cá cha trong hầm mình, nhưng mà thật sự là nó khác. Nó khác là cái đầu nó hơi tròn hơn ha mẹ. Ừ. Con thấy cái hình nó na ná như con cá bông lau mà cái màu nó hình như nó hơi sậm hơn. Nó cái màu nó, con cá bông lau thì cái màu nó vàng con. Dạ. Cái màu nó vàng, còn con cá này thì cái màu nó hơi kia sậm là hơn. Vàng trắng, còn cái này là xanh trắng ha mẹ. Ừ. Còn con cá cha bè của mình á, thì cái hình nó tròn dạ. Nó cục, còn cá này cái hình nó dài dạ. Cá này thì mình nấu lẩu bần cũng ngon, mà nấu canh chua bần cũng ngon nữa hả mẹ. Ừ. Chứ cá bông lau với cá này là đặc sản của Cù Lao Dung mình nè. Cù Lao Dung là đặc sản canh chua bần. Mẹ thấy Út nhà đang Út Hành đang quét nhà, mẹ tính nói lén. Coi nè, nhìn nó vàng ơn ngon quá. Ừ. Nhìn ngon quá mẹ ơi. Ừ, mẹ ớt mà đường với gia vị đều vô rồi, giờ mẹ cho dạ. Hắc mắm vô luôn. Bữa nay mình cho hai nồi đặng mình khỏi múc ra coi. Dạ. Để hai đậu hai nồi. Tại mình có khách. Dạ. Cá này là mình nấu rồi cho nó chín sơ vậy đó cha. Dạ. Mình vớt ra coi. Tại hồi đó mình còn bắt lên bếp ga mình ăn thế em ạ. Ừ. Ở bên phía này thì mình cũng mới được người cô là mẹ của Hư gửi tặng cho cây ớt. Rất là dễ thương luôn nè cô chú anh chị. Ớt này không biết là giống ớt gì nữa, nhưng mà trái nhìn rất là dễ thương. Chín rất là nhiều luôn à. Chín đỏ mà rất là đẹp luôn. Trái quá chừng trái luôn á. Chắc tầm khoảng mấy chục trái luôn á. Nhưng mà không thấy nó đang ra bông à. Thấy chỉ có hai đợt thôi, đợt chín với đợt sống thôi à. Quá trời luôn, con cảm ơn cô rất là nhiều luôn nha cô. Con để ở trước cửa chòi luôn nè. Anh, chị. Chào cả nhà. Trời em bé ngồi xe giỏi quá trời nữa ha. Thấy cô hết hồn chạy rồi hả? Bây giờ thì Út Thành
Hạnh chạy ra ngoài bánh phà. Dạ. 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 Vô chọi luôn đi anh ơi, vô chọi luôn. Nặng. Dạ, cảm ơn anh khỏe. Vô chọi anh ơi, vô chọi làm nước uống. Anh ghé mua bánh cho thầy nữa. Quá chừng mua đồ luôn à. Đi vô chị ơi. Ba ba đâu? Trời ơi, biết ba ba hả? Mình xuất phát hồi mấy giờ mà giờ này tới chị? 8 giờ. Dạ. Anh chị xuống chơi được rồi, còn mua quá chừng đồ ăn luôn. Ở đây nhà em có chuẩn bị đồ ăn rồi. Mua dịch quay rồi. Mua một bọt sắp không nổi luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi, mua quá trời vậy. Ở đây em có chuẩn bị đồ ăn rồi. Thơm quá à. Dạ. Wow, vịt quay. Vịt quay phải không nè? Cái đó là vịt nó hả chị? Cái này là con vịt mà nó mềm á, có ngủ cậu hả? Cậu hai bữa nay cậu hai đi công chuyện không có nhà, không biết về kịp không nữa. Con mua con này cho nó mềm mềm cho con hai. Con này mềm cho con hai. Chị chu đáo quá chừng. Bị rồi mà mua chi chị con. Hai mèo á, hai mèo. Có cái gì để đây đây. Ê đừng có đi xuống dưới luôn. Chị vô tay đi học hay gì rồi không có nhà rồi. Vô tay ở trong nhà anh. Con này mềm hả? Chị rất là chu đáo luôn. Chị mua một con này là quay khô để gia đình với mọi người ăn. Còn bên đây là chuẩn bị thêm con mềm ở trong cậu dễ ăn. Nước chấm. Cái đó là nước chấm hả chị? Dạ. Cho mấy ổ cá nó thả nó có đây nè hả? Cái này đây nè. Cái cá chê á. Dạ. Con nói đi dọc đường để coi có mấy người mua thêm. Mà sao đi mấy giờ đi không dẫn. Dạ. Ở đây ở lò ở huyện mình mới có chứ đây dễ gì có. Dạ. Con vịt quá trời. Cái gì trong vỏ thì ờ. Đây mình có măng sao? Dạ, bà vợ chồng con có đấy. Vậy sao? Ồ. Quá trời luôn rồi, khủng khiếp luôn. Thôi thôi thôi. Ngon quá trời ngon luôn mà. Bữa nay không làm, đâu có đi được. Dạ. Em tưởng có anh Út hỏi mưa qua nữa. Dạ. Quá trời luôn. Măng này em nghĩ chắc mới bẻ rồi chiều hôm qua. Dạ. Ủa mà cái cuốn nó còn mới quá trời nhớ Thành. Dạ. Cái cuốn còn mới khác à. Hôm qua bữa nay là thứ 6. À, dạ. Em nghe em không biết nhưng mà em nghe anh nói là bẻ một điểm nhỏ là bẻ. Một điểm nhỏ là nó qua đêm rồi nó mới bụng mà. Dạ. Ủa nhỏ mà làm hết biết luôn rồi. Đẹp trai quá trời luôn. Em nó hiền thì em nó hiền chứ em không có làm gì. Mấy trái đó là chính ha, lựa trước đó anh ha. Bữa đó anh Điện anh nói anh chỉ là mấy cái trái mà đừng có lựa mấy trái bóng mà lựa mấy trái da cám ăn mới ngon. Ồ. Ủa anh ơi, nhà mình có chồng luôn không anh? Có nhà chồng. Anh là anh với Thành là như là ní ná vậy đó cô chú anh chị. Thấy hai anh em cứ điện gù ghì nhau hoài à. Măng mà là người ta cho lửa bóp rồi mày 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 mày. Đây là không bị sượng. Nó không sượng là không bị sượng. Đây là chủ nhân của cái bầy gà. Cho gà, cho mà sao mà con điện cái nói chuyện gì sao tự nhiên mà cảm thấy mất vậy thôi chứ cũng coi biết bao nhiêu kênh đó chứ đâu phải ngoài đâu mà dạ. Xa lạ đó dạ. Mà đó mà thương mến nói nói chung mà gà đổ cũng không phải là mình quá trời nói chung là cũng không cho anh em cũng còn không có cho nữa tự nhiên sao thấy Thành ở chỗ này nó thôi để gửi cho nó gà rồi về cho nó lấy gà dạ. Dạ. Làm như có cái duyên vậy ha anh dạ. Mình nói nha Thành đó là cô lớn hơn con giáp dạ. Mấy anh em thì cũng lần đầu tiên gặp ở ngoài luôn, hồi trước giờ thì biết nhau qua video với điện thoại thôi. Nhưng mà gặp thì cũng giống như là thân thiện đâu hồi trước vậy đó. Chắc anh để dưới đây trời cái vỏ này. Quá trời, sắp một vỏ luôn. Nhiều quá trời. Cảm ơn em nha, vào tay. Nãy giờ nó nói sao đường gì dài quá trời dài đi. Nó tặng cái cảm ơn em đi. Ghé lại cho mình. Nãy giờ em đi kiếm vào tay làm tặng quà. Cho mấy cái quà đó vậy. Không, ở trong nhìn thấy bự ha, ngoài nhìn nó nhỏ xíu à. Ốm lại à, nhỏ lại.
Vậy là tưởng là học lớp 6 khu không chứ thấy trong bơi trong bự quá. Rủ em lại khu quà để hai chị em gọi khu quà. Lại khu quà chị vô tay kìa. Cảm động quá hả? Kinh quá trời luôn. Quá trời thấy kinh luôn. Khui khui ra cho chế coi. Tao khui khui ra. Không nổi rồi. Bởi sao của người ta đi mình khui ra vậy ta? Tặng chị. 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 Cái gì trong đó nữa đó. Còn cái gì nữa nè. Trời ơi kìa đó. Trời ơi. Quyết cầm tặng chị đi. Tặng chị đó em, tặng chị. Còn nói trời còn nói gì chưa vậy. Cảm ơn em nha, vô tay. Cần quá trời. Cắt dịch. Không nói gì nữa, lớn lên con làm gì. Dịch này ngon quá chừng hả mẹ. Dịch này chị nói vô khô nè. Dạ. Chị mua hai con mà chị nói để một con á thì à con biết rồi nha. Cái con này là người ta không có để cái nấm đồ ở trong cái bụng nha. Là con nó con nha. Kia có dạ. Cái vịt này mình mua ở đâu? Dạ chợ ôm á. Vậy sao? Ghé chợ chợ ôm mua hả? Dạ. Thấy ngon quá nè. Ngon quá. Là chợ chợ ôm là ở gần mình đúng không chị? Vậy sao? Bán xong rồi mới chạy về ở trong vườn. Bán dạ. Chạy xong bán xong rồi chạy về trong nhà. Cái này cũng như đồ dạ, để cho hai bạn nhỏ đi. Cái tay mẹ yếu đó, tay nãy mẹ để con cắt được rồi. Cái tay mẹ cho bông gân hồi trước á, giờ là như nó có cái tì vậy đó, nó yếu xìu à. Thấy ngon quá. Dạ. Tính làm cậu đi công chuyện không có về được cô chú anh chị. Ôi sao về sớm vậy cậu? Không có đi hả? Có mà đi qua bển làm chút xíu rồi à. Làm chút xíu rồi à. Làm yêu không? Em mà mau em và em chơi. Có đâu bữa nào con để tóc dài dài chút con hai xuống dẫn con đi chỗ hết tóc coi. Phải nói rồi à. Anh ơi mà tuổi đó là đi cho anh mua một con vịt mà mua hai con vịt, một con vịt đó là mềm để cho anh ăn nữa. Hồi nãy giờ nhắc anh hoài, nếu anh không có xuống là anh có lỗi đó. Về chạy lương xuống này. Nó cầm nó gỡ cái móc ra không được á. Vậy hả? Có vậy em gọi bỏ mắm luôn nè. Cái này con vịt này có cậu nè, cậu ơi một con vịt thì thịt nó dẻ nó dai, còn con vịt thì mềm để cho anh ăn. Không ấy để bọc cho cậu đem chảnh cho cậu cho chị vui. Dạ. Giỡn á cô chú chị. Con ở đâu mà xuống đây? Ở đâu? Con ở đâu? Ở đâu xuống đây? Bắt tay coi. Bắt tay với bắt tay với bắt tay. Ở nhà con. Ở nhà con. Cái lời là không có cãi được luôn. Dạ. Con ăn không? Con ăn không? Cho con đùi nè. Con ăn không? Nó xin đồ ăn. Nó còn mèo rồi xin đồ ăn. Nhìn con mèo xin ăn mà ăn kìa. Con mèo. Con mèo xin đồ ăn hả? Năm nay vô một giáo chưa mà lên quá vậy nè. Dạ nó gửi nó 2 năm rồi. Cá kho, cá kho của mình quá trời ngon luôn. Nè, chuẩn bị mình múc ăn ra luôn của chính chị. Cá này nó cũng nấu chín sẵn rồi. Mẹ nấu sẵn chín rồi. Bắt lên chứ rồi. Bắt lên để xíu mình nhúng rau em mà. Này con nhắc xuống luôn. Anh có biết cách nào khui măng cục mà ví dụ như mình không có dao á mình khui bằng cách nào để chế măng cục vừa ngon vừa đẹp không anh? Không anh chưa. Chủ vườn mà chưa biết hả? À, con chế khui cái gì? Nhưng mà nói nằm khi một mùa cho ăn được 5 trái nó ăn vô nó chua chịu không nổi. Ít quá qua là chậm chắc cỡ 7-8 năm mới học được cách khui mới khui thử coi có hiệu quả không nha. Học ở đâu vậy ta? Nó không cao còn bây giờ là người ta mua là nó cao tới vậy rồi. Rồi nhưng không hiệu quả cho lắm mà thôi ơi. Ơi cũng được mà thôi anh cũng được á chứ. Để nãy lúc nãy là con đếm 6 muối nha. 1 2 3 4 5 6 đúng luôn mẹ ơi. Nè mẹ. Dạ. Mời mẹ nè. Con thử. Mời cả nhà nha.
Nghe anh nói quảng cáo anh nói là chua nhưng mà măng cụt tại anh không thích thì anh nói chua thôi, chứ măng cụt là chua chua ngọt ngọt chứ không có chua. Dạ. Trái này nè. Ừ. Trái này nó ngọt. Chế thử đi chế. Chế cho cưng. Ngon quá trời luôn. Măng cụt nhỏ. Măng cụt là vậy là ngon rồi. Em cảm ơn chế. Không mà cả nhà nha. Thái. Bảo đảm mua chúng măng cục đó là không giờ bị sượng hoặc bị hư gì hết. Mà như chủ vườn nếu mà người ta có lọt vô đó cây hay cây là ta không có bán. Dạ để ăn hết. Măng cục nó mỏng vậy. Cái trái măng cục gì mà nhìn cái hộp nó trong veo à? Măng cục Thái đó. Vậy hả? Ừ. Vậy sao? Thái đẹp. Măng cục thì nó phải thôi. Chế thử đây. Cậu ăn rồi. Ăn miếng lên đi cậu. 7 muối. 7 muối hả? Nay có gia đình mấy cháu lại, bữa nay mình dùng tiệc bữa ăn trước thì để sau thì có cháu mình cũng như quen biết rồi sau mình có mà đây, ngồi đây đi vô đây đến thăm qua lại cái gì vậy. Mình không biết thôi chứ mình biết rồi tới thì cũng như ở trong nhà. Con cũng có, con cũng quen người anh đó cũng nằm bệnh viện ở trên Nhi Đồng á, là cũng nói chung là không có vèo nước gặp nhau. Thằng ấy Vĩnh Long, thằng ấy An Giang đó, mà tự động sao gặp cái thương nhau tới giờ cũng tới lui cũng cả chục năm nay. Vậy chứ có cái duyên hả? Dạ. 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 Ngồi chứ. Bữa hổm mà con nói con xuống đây chơi, nói rủ ổng nói cho ông chạy xuống đây tao đi xuống lò nhãn chơi nè. Ông nói xà quá là qua cho con xuống chơi. Chụp bộ ảnh mà làm kỷ niệm nè. Ở đây ghê ghê bắt ghế ra đây. Vậy là theo yêu cầu của ông cậu là phải chụp bộ ảnh làm kỷ niệm hả ông cậu? À, Quý lại đây nè con, lại chụp ảnh nè. Quý lấy vô Quý ơi. Hả? Khỏi chụp ảnh. Khỏi chụp ảnh. Bây giờ gia đình mình xong bữa cơm rồi, giờ mời ăn tự nhiên nha. Anh chị ơi. Dạ. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cũng mời cô chú anh chị luôn nha. Chung gia đình vô luôn nha. Giờ trước khi mình nhập tiệc mình vô cái mời cả nhà khỏe tất cả mọi người luôn nha. Rồi. 1 2 3 vô. Vô nha. Vậy mà không chịu lại đây. Lại rồi kìa. Lại rồi kìa, chạy lại rồi kìa. Nước này của Quý đang xuống rồi. Vô đó hả? Cầm miếng này vô đó. Vô này có chai ba vô nè. 1 2 3 vô. Đừng Quý ơi, Quý. Đừng vô đừng vô. Đừng vô quán ha. Đúng rồi. Quá vô. Cho cái ghế ngồi nha. Bác cứ ghế ngồi luôn. Hết luôn hả? Con ở đây ngồi ghế cái này con lại ngồi luôn đi coi hay cha đây. Dạ. Rồi bây giờ mình cơm thì là cơm đây rồi tại đồ ăn chồng quá hơi chặt. Dạ. Dạ. Ăn nhiều quá hơi chặt rồi. Tại đông vui. Bây giờ chỉ mất một thứ thức miếng nha dịch đi. Dạ. Đúng rồi. Quay nè. Dạ ăn đi anh ơi. Cái này tới chợ ôn rồi đó nha. Dịch là mua ở trên chợ ôn luôn á. Mua chợ nhà chợ ôn luôn. Anh ơi em có chuyện này muốn hỏi thiệt anh, là bữa nay mới dám hỏi. Sao? Hồi bữa em đòi làm thịt mấy gà anh có buồn vậy? Có không biết mà chứ đâu phải biết đâu. mấy con gà, mà gà chấm gà mái ấy hả? Mấy gà không nó vô nhà cậu. Không mà gà mái thì gia tỷ như mình chừa một cũng một con hai con mình đổ, còn mấy con kia cũng bằng thịt mình cũng dạ. Chứ đâu có để đâu để hết được. Em tên gì ạ? Dạ con tên Tăng. Tăng. Dạ. Dạ. Cái dạ. Cá này đi anh ơi. Cá này đi anh ơi. Vườn thì mới tiếp được. Cái này là đi bán sau là tiếp không được phải không? Dạ. Không phải là về thì nhà nó tập lum lắm, chưa dọn dẹp được. Có là sao đâu, thì mình trong gia đình không à? Không mà có một mà rủ mấy cô đi thì lên ghé nhà nội thôi, với nhà còn ở ngoài cái chòi ngoài chuồng gà. Chưa đi tắt nhà chòi mới vui chứ. Ở đây cũng là ở chòi nữa. Cái nhà xuống em cũng chòi hay cái nhà chú. Nó cái nhà chú là quan trọng á, chú quan trọng cái đó chơi chơi con không dám mời. Nhưng mà quan trọng cái là mình mà cái mà kinh tế mình nó có sao
để mà đủ để xây dựng sống thì là mình à. Nói chung dư thì không dư nhiều mà thiếu thì không thiếu, chờ đủ để mình trang trải. Dạ chùa chú đi ra ngoài chùa để làm như bào thuốc hay hoặc ở ngoài chùa xây cất gì đó là chú đứng ra chịu trách nhiệm chứ đi đi chở thuốc. Rồi, mấy chỗ khác người ta hộ thuốc lại thì mình có trách nhiệm mình đi đi chở về. Mình làm được vậy là tốt lắm. Thì đó cũng như người thì trong gia đình thì hết gia đình thì mình làm không được, nhưng mà nhân ra một người để mình đi làm công đức người đó thì mình cũng có cái ý nghĩa. Gia gia đình ủng hộ. Lần đầu tiên đây cũng là lần đầu tiên mấy anh em gặp ở ngoài luôn đó cô chú anh chị. À, anh với chị thấy mọi người có thấy khác không? Gặp là nhận ra liền không chị? Nhận ra liền. Dạ. Trời mỗi bữa mà khác gì. Gặp đâu mà. Vô tay trong thấy lớn. Vô tay trong nhìn thấy lớn khác rồi. Đây bánh mì luôn nè anh hai. Ăn miếng bánh mì đi cậu. Tính ra ông cậu có lộc ăn không cậu? Tính ông cậu bữa nay đi công chuyện là về không kịp rồi. Mới ra lò mà mình ăn liền ha. Dạ, ngon gì đâu luôn. Uống hết lon ngoài quậy rồi. Nó làm vậy chứ nó không có uống nhiều vậy trời á. Dạ. Bụng nó xíu uống nhiều. Thằng này mà bỏ đói nó nguyên một ngày là nó cũng chịu rồi đó. Nó cũng mấy rồi cho nó uống C2 là thường á. Thôi ra uống nước có gà. Dạ. Dịch đi vô tay. Ăn dịch rồi bắt đầu mình ăn một miếng cơm đi. Vô tay làm gì cười hoài, vô tay không muốn ăn gì vậy. Thưởng thức của món của anh chị rồi, giờ anh chị phải thưởng thức lại món của mình đã chứ. Phải công bằng. Cá này cá thiên nhiên, con cá mà cha bằng thì nó cái dạng của nó là nó ở ngoài sông, sông cái vậy. Nó nhiều dòng hết con, cá cha bằng, cá cha dầu rồi. Cái bồng lau nó cũng giống giống nhau vậy, nó nhóm đó. Nó trong nó bằng á. Nó cái bằng gấp xuống là nó ăn, nó ở thì thường thường đó. Nhưng mà bắt nó câu là cũng khó dính lắm nha. Nó câu cũng hơi câu bằng mồi bằng. Dạ, nó cũng khó lắm chứ không phải mà dễ bắt nó đâu. Cá này nó ăn được chua. Nói chung không có cái gì mà nó ngon bằng cái đồ sông mình, đồ vườn ở trên cá. Nó ăn bây giờ lại mấy người mà dân làm việc đồ lại nhậu nó kêu kiếm lòng tông cho ăn á chứ không phải. Dạ. Mấy cái này nó chín tới nữa nó ngon dữ hả? Cái này bữa hổm mà. Quý. Tháng mình bán hết đại rồi có chứng nhận nữa cô chú anh chị chứ. Ở Bình Dương đó. Anh ơi ăn đi anh. Ăn đi anh ơi. Chị ơi. Nhãn này là nhãn sườn tiêu nè chị. Thử rồi chị. Dạ, thử bây giờ. Thử hồi nãy nha, nhãn thứ hồi nãy ở nhà. Dạ đúng. Dạ. Dạ. Nhà cái này nhãn này tới hơn nè. Tới lứa rồi. Ồ ngon quá. Dày dễ sợ luôn. Dạ. Cái nó dày quá trời luôn. Nè cả nhà. Lúc nãy thì xuống thì anh chị cũng đem cho mình một giỏ đồ ăn luôn. Bây giờ thì mình cũng không có gì quà quý gì gửi về, chứ chỉ có cây nhà lá vườn thôi. Nên thấy đầy giỏ về nghe chị. Nào đầy giỏ này người vừa. Thôi vừa vừa thôi. Chắc anh cũng có ý đồ có trách gì nguyên cái giỏ. Thì mình dùng bữa xong rồi giờ mình xuống đây mình hái quà mình đem về chị. Thấy mấy trái mà gió mình hái được mà dễ. Dạ đúng rồi. Thì... Sườn tiêu đó. Dạ. Mỗi lúc này nó qua cổ cái vậy trái không được nhiều. Mấy trái nhỏ nhỏ vậy mới ngon nè. Phải vừa nghe ăn là lửa ỏi bi vậy không đó. Cái này chắc được cả Thành. Dạ được rồi đó anh. Người ta không biết thì người ta nghĩ cái ổi nhỏ là ổi dạt, ổi bự mới ngon. Được quá anh ăn là anh phải ổi nhỏ vậy nè. Dạ ổi nhỏ ngon. Ổi bi bi vậy là ngon lắm rồi. Trời trái ngon thì chắc trời em chăng luôn. Hiểu ý đồng đội quá anh. Này là muốn làm gì thì nghỉ bữa là làm, hoặc muốn đi đâu đi vậy đó.
làm gì quay hay không hay, nhưng mà bữa nào mà thấy thiếu thiếu câu đây thiếu thiếu lên là muốn điện hỏi sao bữa nay không quay rồi đó. Dạ. Thôi bữa này nó rồi. Cái này hết ngon rồi em ơi. Chắc cây rồi. Cây hết trơn. Cái này phải ăn sớm chứ để. Nó bự quá. Củ khổng lồ kìa. Dạ. Bự. Hồi bữa tụi em được ăn được lần rồi. Cầm cây chơi kìa nè. Nãy giờ mình được nhiều đó anh. Nhưng mà ta đi dạ. Vậy nè nó mới ngon. Kiếm cháy rồi cho còn vô có cây mà vẽ tới tới hoài đâu ngon. Tú Quý, nè Tú Quý. Trời ơi nhãn kìa. Cái này là cái này vẽ lại chỗ đâu mà cầm ôm nữa. Cô Châu coi. Ủa không rõ rồi. Đâu em coi cho. Quá ngon, phải không? Dạ ngon rồi nè. Vậy là ngon rồi đó. Thử cái nhỏ này thử chị. Ủa? Thử ăn nhãn rồi ăn vô xong rồi biết ngon. Phải ăn trước. Wow, thịt nè. Ốc luôn chị ơi. Thử cái nhỏ này nè. Nhỏ mà có vỏ đó. Ủa, dạ. Nè. Anh đâu còn thấy cái hộp nữa. Dạ, anh ăn đây. Đây anh ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhãn mà có vỏ nè. Nè, con ăn không? Ngon quá, dày quá. Nè, trên nè. Cảm ơn. Ngon mà phải chứ anh chị nha. Trước cho ông nội sửa sạn có cái bông rồi đó, thì nó có là nó đi ra đi lại nó rứt. Dạ. Kệ đi chị. Có lại, có lại. Ôi trời ơi. Giỏi vậy ta. Gọi con được mấy trái rồi? Ba. Ôi ba trái rồi đó hả? Con bỏ vô vỏ kìa. Chế hỏi được mấy trái à? Nói được ba trái đó chế. Trời đi phe kìa. Ủa cha đâu? Đi phe cha mà lộn rồi kìa. Rồi bỏ vô vỏ đi. Để vô vỏ. Quá trời lạnh. Trước khi đi về là dẹp ghế hết trơn luôn cô chú anh chị. Lúc nãy mình đi dưới vườn mình thấy ổi thì mắc mưa nên là mấy anh em súm chạy về trên trời. Vậy vậy quy về ha. Vậy quy về giỏi nha. Dạ, ơi, ông cậu ơi lại mạnh khỏe mà hết bệnh. Rồi lại thưa bà gì với bà nè, thưa mấy cô. Dạ. Có gì em sắp xếp em lên chảnh chơi một chén. Dạ. Nghỉ hè đi Thành ơi. Dạ. Thép sớm sớm đi khó ăn cục đặng đi bẻ rồi quay được. Bữa nào xuống cái mấy cây nào đó cái anh kêu chừa lại chừng 2-3 bữa cho nó đỏ cây cái lên vậy đấy. Bữa nào đi với gì đó. Bữa nào mình đi là mình đi đường Trà Vinh đó cậu. Đi rồi sao rồi nhà Út ở gần đó không? Dạ nhà con thấy thấy là chạy vô ở ngoài chạy vô 5 cây. Như vậy là chạy ghé chợ ôm trước đi. Ghé chợ. Rồi giữ Út rồi vô nữa mới vui. Cái đó là rủ rồi. Ơi chợ rồi cứ điện rồi cái con kêu nó rước nó dắt vô. Để bữa nào sắp xếp ra đi. Đa số khi có ở ngoài chôn cũng thường lắm. Ở ngoài suốt à. Dạ. Kệ đi không cần phải xếp mà đi ra ngoài chầu cũng được. Không xếp đi về cũng sao. Là thưa ông cậu rồi kìa. Thưa nó nằm ở trong gỗ rồi kìa. Thưa bà. Nếu đi là nghe cái sao. Thưa cô. Bye bye nha. Trời ơi chạy đi chứ. Cảm ơn em. Rồi ông chó về luôn đi. Nè ông chó về luôn đi hỏi vô tay coi chú chó. Chú nè chú. Quá trời dữ à. Con về coi. Hết cân rồi. Con về coi. Con về coi. Dạ. Về khỏe luôn anh ơi. Khỏe bay nha. Dạ. Nào gặp lại anh ơi. Dạ. Thử rổ về vô đây. Anh về chào ai? Dạ. 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 Hình như là lúc này là nó gỗ á. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Bữa đó gặp lại chị ơi. Em lên này gặp lại. Dạ Thành cũng xin phép là kết thúc video tại đây luôn.
thì Hạnh cũng gửi lời chúc sức khỏe tới cô chú anh chị thật là nhiều luôn. Cảm ơn cô chú anh chị luôn xem kênh và ủng hộ gia đình của con nhé. Cũng hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà, vui ơi. Bye bye cả nhà.